Không à, bữa bữa ha cái giờ đó tôi kinh kinh đó của anh Trấn Vĩ á, tôi cũng cũng khóc 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 cũng 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 nhiều nhiều nữa, tại vì nhìn cái hai người người ta để mà được được hai cái mẹ người ta đó, mình cũng khóc nhiều nhiều nhiều. Ừ, rồi anh Vĩ hiểu rồi. Là cái câu chuyện của em đó thì anh Vĩ cập nhật cách đây chắc cũng 3 tháng có rồi, mà thật sự là Tuấn Vĩ cũng đang ngóng cái tin mà chưa thấy ai lên tiếng hết. Ừ, rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu ha. Có nghĩa là ý ý em nói đó là em coi em thấy người ta kiếm được mà em không có kiếm được, em thấy sốt ruột á ha. Rồi cho anh biết lại tên của em ha, em tên gì ha? Em tên là Han ha Thùy 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 tên Thùy á, Thùy À, anh tiếng gì? tên có một chữ Thùy không mà em phải mất nhiều thời gian vậy đó Dạ em đại đại nãy giờ hôm nay em đau cổ họng, hả? bữa nay hơi cảm cảm. À, vậy rồi con gái thì tên gì con? Dạ con tên Vi. À, Thùy, mẹ tên Thùy, con tên Dạ Vi. Rồi vậy là Thùy là sinh năm mấy em? cái sinh năm 80 sáu anh cái gì rồi, sinh năm À, 86. trời ơi vậy hả? Sao không nói cho nó nhanh mà có Dạ vẻ khó khăn vậy ha? dạ Có lúc nó vậy hả dạ dạ đúng rồi anh chị. em? Thế thế có lúc anh thấy em nói cũng cũng ngon lành mà. Dạ này tại vì sợ hơi hơi không. À, vậy thì em bị cái tình trạng đó lâu chưa hay là mới bị đây? Cái gì à, cái em cái bị cái tình trạng này hồi lúc nhỏ luôn anh cái gì rồi, À, lúc nhỏ lúc luôn. nhỏ luôn. Dạ đúng rồi. À, rồi bây giờ thế này, có thể là em là cái người mà trực tiếp hiểu câu chuyện, thì nếu ví dụ như mà sau khi mà em trình bày mà cái gì mà anh Vĩ không hiểu thì anh Vĩ sẽ hỏi cháu, hỏi Vi nha con nha. Con hỗ trợ cho mẹ con ha. Vi thì Vi nói chuyện bình thường không con, hay là có gặp tình trạng gì không? Nói bình À, con nói bình thường. chứ. Rồi vậy thì cái câu chuyện thất lạc của Thùy thì thế nào, Thùy kể kể cho anh Vĩ nghe. Cái hình hai dạng dạng thất ha thất ha cái lạ à cái năm năm tám mười sáu rồi cái cái đổi dòng dòng dạy một coi trẻ khuyết tật đó ở cái đường đường ấu cái xương á. À, tức là năm 86 là em được gửi vào trại trẻ khuyết tật ở Tú Xương. Đúng rồi. Hồi nãy em mới đọc là số bao nhiêu Tú Xương? Số 38 38 Tú Xương. 38 đường Tú Xương. 38 đường Tú Xương Dạ. ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ dạ đúng rồi. Hình như là Tú Xương là thuộc quận 3 phải không ta? Dạ đúng rồi đó anh chị. Vậy là năm 86 thì em đã được mẹ gửi vào ở trong trại trẻ mồ côi khuyết tật ở số 38, Tú Xương. Rồi em có biết lúc đó là em được gửi vào là lúc em mấy tháng tuổi không? Dạ
À, không không biết anh ấy nghĩ rồi, không có biết. À, không biết bao nhiêu tháng tuổi. Không. Rồi trên cái miếng giấy đó thì có ghi lại là tên tuổi của em và tên tuổi của cha mẹ, rồi có thông tin gì ở trên miếng giấy đó, em đọc cho anh nghe. À, cái là tên tên em là tên Nguyễn Thị gái gái À, tên Nguyễn là Nguyễn Nguyễn Thị Gái Nguyễn là tên của em. Nguyễn gái. Rồi, Nguyễn Thị Gái là tên của em. Và cái miếng giấy đó bây giờ còn ở đó không? Dạ còn anh ấy nghĩ em còn À, chút xíu chụp gửi qua cho anh Vĩ nha. Em có cầm đó không? Em có thể đưa cái miếng giấy lên coi không? em cất cất anh ấy nghĩ em cất tủ rồi À, công chút tủ. chút gì chụp qua. Vậy cái giấy mà em đang đọc là em ghi ra hả? Đúng rồi. Rồi, Nguyễn Thị Gái được mẹ gửi vào năm 1986 ở số số 38 Tú Xương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Gửi vào ở đó là cô nhi viện của trẻ khuyết tật, trẻ mồ Dạ côi. đúng rồi. Dạ. Rồi ngoài cái tên Nguyễn Thị Gái ra thì còn tên của cha mẹ ở trên miếng giấy đó hay có thông tin gì trên miếng giấy không? Anh nghĩ rồi. Không có anh nghĩ rồi. À, không có. Dạ không có gì hết. Vậy rồi em ở trong đó là được bao lâu? Dạ cái em ở trong trong đó là năm 87 87. 87 Ồ, vậy là được có một năm thôi à? một năm rồi. Dạ đúng rồi một năm. À, rồi được một năm rồi sau đó như thế nào nữa? Dạ cái một cái năm sau cái mẹ mới sinh về 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 cái nuôi nuôi anh ấy vậy rồi xin xin về nuôi. Tức là một năm sau là được cha mẹ xin về nuôi. Dạ đúng rồi. Cái gì đúng thì nói đúng nha, còn cái gì không đúng thì con gái dịch lại nha con. À, tạm thời thì chú còn nghe được. À, tạm 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 thời thì chú nghe được là có nghĩa là mẹ ruột thì gửi vào đó năm 86, rồi đến năm 87 thì được một gia đình xin về nuôi. Và gia đình đó ở đâu và trong quá trình mà đưa về đó thì như thế nào, em kể lại cho anh nghe. Anh ấy nghĩ là cái mẹ mẹ cái nuôi nuôi em á cái là số số nhà 21 Minh Phụng, phường 5, quận 6. À, 21 Minh Phụng, đưa về địa chỉ là 21 Minh Phụng, là đó là địa chỉ của ba ba mẹ nuôi. Phường 5, quận 6. Rồi, cũng may mắn quá ha, được ba mẹ xin về nuôi ha. Vậy rồi em ở cho với ba mẹ nuôi cho tới bây giờ luôn à? Dạ đúng rồi anh Rồi ba mẹ nuôi bây giờ còn khỏe không? vậy. Dạ cái mẹ mẹ nuôi á ớt hết rồi chứ ba ba mất của mẹ cũng mất hết rồi không còn ai nữa chồng cũng cũng mất luôn rồi chồng cũng mất rồi Ủa, chồng chồng em cũng mất à? mẹ chồng mất hết rồi không còn ai nữa. Không còn ai, vậy là ba mẹ nuôi mất rồi chồng mất luôn. Dạ chồng Rồi em có tất cả được mấy người con? dạ anh cũng vậy ha. Em tất cả là ba hai đứa anh ơi 32 đứa. ba đứa À, ba là ba, hai là hai chứ sao ba hai?
À, tóm lại là mấy đứa? Dạ thưa anh những dễ rồi ha, em cái hai đứa con. Ba cái hai đứa con. Cái đứa Ba là mình nói ba đứa chứ sao, mình nói ba cái hai đứa là sao? Là mấy, tất cả là mấy con gái? Vi là ba đứa. à, được được ba ba chị em rồi. Vi là gái lớn hả con? Đúng rồi. Vi gái lớn rồi, đứa đằng sau là con luôn hay sao? Đứa đằng sau á, đứa đằng sau lưng á, là đứa thứ mấy? Dạ cái đứa sau là ốt À, của vậy là được anh được mấy trai mấy gái? á. Một giai Vậy là cái số 2 là em kỵ đúng không? Cái số 2 là em kỵ. một hai Có trai mấy... đứa đứa gái à, một con trai hai đứa con một trai gái. đúng rồi ba đứa. À, vậy thì bây giờ thì mẹ con thì làm công việc gì, nghề gì để mưu sinh? À, cái dạ cái anh như vậy em cũng cũng không có cái làm gì hết á, em ở tên lành á, cái gì tên lành á, bên bên tên lành cái phụ phụ cái người người ta anh ơi, phụ phụ làm đồ á này kia nọ á thì dạ. À, rồi có nghĩa là ở trong trong đạo Tin Lành. Dạ đúng rồi, đạo Tin À, Lành. ủa vậy ở ở đây hiện tại là em đang ở Tin Lành đó hả? Dạ đúng rồi À, vậy là cái chỗ hiện tại em đang ngồi đây là nhà của nhà thờ, à nhà của bên bên giống kiểu là hội bảo trợ hay sao? đúng rồi anh, đúng rồi anh vậy nha. À, vậy rồi ở trong đó thì có nhiều những người cơ nhỡ này kia giống như gia đình em đây không? À cái đó đó anh ơi, có Vậy thì từ cơm nước rồi này kia là do bên bên cái trung tâm đó lo cho mình hết hả em hả? đúng rồi anh vậy lo hết đó anh. Vậy cũng may mắn ha, bởi vì các cá nhân em là mồ côi mà cha mẹ mất hết trơn rồi còn thêm ba đứa con nữa. Vậy thì mấy cháu có được đi học rồi này kia không? À, cái dạ anh dễ giờ dạ có đi học á anh vậy Có được đi học dạ rồi, rồi ở trong đó tài trợ cho mình luôn hay là sao? dạ dạ anh dễ giờ ở cái chổng o hết luôn anh về lo hết luôn À, ở trong này lo hết. dạ. Vậy thì hiện tại là con cái với gia đình em là đang còn ở Tin Lành nào và địa chỉ ra sao? Trời tin lành để vì nó biết địa chỉ anh À, nhà tin lành Ngũ Tuần Tam Bình ở huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang. à ở ở cái lại Tiền Giang mình đây ha. Đúng Ở rồi. Tiền Giang. Rồi ở trong đó rồi mẹ con sinh hoạt rồi mọi thứ có được ổn không, có được thoải mái và có tốt không? Dạ hơn miếng vậy tốt quá mình À, cũng tốt rồi, trời ơi, may ừ. quá, mừng quá, vậy là các Ừ. sơ lo cho ha. Dạ các ngoại lo cho mẹ anh mẹ cũng cũng cái được đó mình dễ thương thương thấy con nít lắm dạ cũng Thương. hội nghiệp mấy hai đứa nhỏ tại vì em cái nghĩ á em cái từ từ nhỏ em cái đã vậy rồi thì thì con em thì em không muốn nó như mình không có như em bây giờ.
Thôi bớt xúc động em, thì mỗi người có một cái số phận. Thì như con em á, thì còn biết mẹ là em là mẹ của con em, nhưng mà cá nhân em á, thì không may mắn rồi, bây giờ cũng không biết mẹ như thế nào. Mà trên cơ thể em với lại những cái gọi là ngoại hình của em, thì em đi đứng này kia mọi việc nó có bình thường không, hay là có ngoài cái cà lăm ra thì có triệu chứng gì khác thường không? Dạ cái anh nói vậy thôi, em bị chân hơi yếu quá, bởi vì không có đi làm việc nặng được. Mà cái khi đó mà em được gửi vào trong cái trại khuyết tật đó, thì không biết là ngoài cái việc mà em cả lâm ra đó, thì cái hình hài của em có được bình thường giống như bao nhiêu người khác không ta? Dạ em không biết nữa, tại vì cái lúc đó nhỏ quá em không biết. Lúc đó nhỏ quá không biết. Vậy thì chắc là cha mẹ gửi vào, thì theo anh Vĩ nghĩ là cái lúc đó em đã nói chuyện đâu mà biết em cả lâm đúng không? Dạ đúng rồi, Lúc đó mới mấy tháng tuổi mà đâu có biết em bị có đâu có biết em bị vậy đâu, thì chắc là có vậy thể vì một cái hoàn cảnh nào đó mà gửi thôi, chứ rồi. không phải là thấy con mình cà lăm mà bỏ đâu đúng không? Đúng rồi anh vậy. Mà cà lăm cũng đâu có phải là cái tội đâu, Dạ bỏ con người ta tội nghiệp ta. vậy. Bởi vì cái em nghĩ với con em á, bây giờ em ha muốn cái con em họ họ học ha tốt lên, sau sau này cho bé có tương lai hơn hơn mẹ. Sợ con em nó sẽ giống như em, bởi em với cái tìm 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 ha mẹ mẹ tìm mẹ để sau 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 này nó còn có biết bên 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 mẹ em ngoại nó. Em chỉ vậy thôi, mong vậy thôi anh chị, chứ không có mong gì. Có đôi khi em nói cũng rõ lắm ha, có đôi khi em cũng nói rõ lắm, nhưng mà có đôi khi có một chữ mà em nghĩ hoài không ra ha. Mà có những khi đó là em cảm thấy khó nói hả, hay là em nghĩ không ra? Dạ đúng rồi, giống như cái họng mình khó, mình hơi khó nói với anh chị thôi. Rồi, ok, thì vị có nắm được thông tin trên cơ bản. Thì vào năm 1986 thì em đã được mẹ gửi vào ở trong trại mồ côi trẻ khuyết tật số 38 Tú Xương. Thì sau đó một năm thì đã được một gia đình là ba mẹ nuôi ở nhà ba mẹ nuôi là số 21 Minh Phụng. À, bên quận 6 có nhận em về nuôi, và sau đó thì cho đến bây giờ thì ba mẹ cũng đã mất và em có chồng, và chồng cũng mất luôn. Thì tóm tắt câu chuyện là nếu ai vào thời điểm năm 1986 mà có gửi con ở 38 Tú Xương như chúng ta vừa nêu trên, và có nghi ngờ em là con của gia đình, thì hy vọng là sẽ lên tiếng để cho em cũng như là con em biết được cái cội nguồn của mình. Dạ đúng rồi vậy. Cái nội dung là vậy ha. Anh đúng vậy ơi, cái hồi 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 cái bữa anh cũng vậy, cái hồi hồi bữa cái chị ở sớm sớm chứ anh cũng vậy, có anh nói là mẹ ruột ruột anh vậy, có tìm tìm em, tìm em họ tìm em được được hai lần anh vậy, mẹ tìm mẹ ruột tìm. Có nghe nói rằng là mẹ ruột có tới tìm 2 lần.
Đúng rồi, tìm hai quận Là tìm ở Tú Xương hay là tìm ở bên chỗ Minh Phụng? đã anh nghĩ vậy tìm ở ở à, ở à, mẹ mẹ nuôi nuôi anh nghĩ Vậy là có nghe thông tin là người mẹ ruột có tới ở bên Minh Phụng, bên chùa nhà mẹ nuôi để kiếm 2 lần. dạ, đúng rồi anh nghĩ vậy. Vậy rồi có để lại thông tin tên tuổi hoặc là độ tuổi này kia của người mẹ hay là hình dáng của người mẹ đó ra sao, có nghe kể không? À, cái dạ cái anh nghĩ vậy rồi ở ở sớm sớm nói là hai cái mẹ ruột em á tôi cũng còn trẻ lắm À, nên nghe nói nó còn trẻ. vậy trẻ dạ Chắc là cũng có cái lý do đặc biệt nào đó đúng nên mẹ cho. rồi. Và cuối cùng thì mẹ cũng vẫn còn thương nhớ nên nghe nói cho bên đó rồi mẹ qua mẹ kiếm. Dạ đúng rồi em nghĩ vậy đó anh chị dạ. Em ơi đứng lại gửi mẹ ơi mẹ có cái biết con hãy nhận con mẹ ơi con cũng cũng muốn 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 kiếp mẹ dạ, kêu tiếng tiếng mẹ thôi là được rồi mẹ mẹ cũng 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 không nỡ bỏ con đâu con muốn biết chứ không phải mẹ 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 muốn bỏ con mình nói gì mình cũng có con mình cũng biết rồi. Thật sự là thấy cái trường hợp của em cũng rất là đáng thương và thấy khao khát kiếm mẹ đó. Thì bây giờ anh Vĩ có cái ý kiến thế này, biết rằng á là mấy mẹ con em rất là khó khăn. Vì vậy cho nên trong trường hợp này đó thì anh Tuấn Vĩ cũng xin hứa trước cộng đồng là mong cộng đồng có nghi ngờ ai là người mẹ ruột hoặc là mong muốn trong gia đình, trong bà con dòng họ thì cố gắng lên tiếng để rồi cho em cũng như là con em nhận được lại bên cội nguồn. Thì nếu có ai á mà có thông tin về trường hợp của em thì anh Vĩ cũng sẽ đứng ra xin hậu tạ cho cái người báo tin là 20 triệu đồng. Để cho đôi khi ví dụ như có ai nghi ngờ đâu đó cho người ta đi xác minh, để người ta đi xác minh, đó 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 là một cái yếu tố rất là quan trọng để mà nó dẫn đến cái sự thành công. Ngoài đó ra nữa đó thì như hôm qua anh có xin cái số tài khoản của em để anh gửi cho ba mẹ con là 3 triệu đồng để gọi là để hỗ trợ và động viên trong cuộc sống á. Nhưng mà không không có ở đó không có ai có số tài khoản hả? Không có tài khoản anh vậy ơi dạ cái dạ anh hai hai cái Mỹ ơi họ hồi hai hồi hai hai cái bữa đó anh nghĩ lâu rồi cũng lâu rồi đó anh em ha ha tìm tìm chỗ cái đường đường ú ha ha xương là anh vậy đường đường ha qua 10 18 đường Phú Xương quận 3 nhưng mà nó không còn nữa vậy rồi nó đi đâu rồi em không có còn chỗ đó nữa. Vậy là cái địa chỉ và nơi trung tâm đó thì bây giờ là người ta đã thay đổi cái môi trường đó rồi ha. Cái chuyện đó là chuyện bình thường bởi vì do nhiều cái thay đổi, cái nhiều cái quy hoạch của từng thời điểm đó. Rồi vậy thì Tuấn Vĩ xin được ghi nhận rồi. Tạm thời như Tuấn Vĩ và chúng ta vừa trao đổi trên thì hy vọng là em sẽ có duyên để gặp lại mẹ của em ha. Rồi bữa nào đó mà anh Vĩ có công việc mà đi bên đó thì anh Vĩ ghé trực tiếp rồi giúp cho mẹ con của em 3 triệu đồng mà Tuấn Vĩ đã hứa trên ha. Bởi vì là bây giờ hoặc hoặc là khi nào nếu có xin được số tài khoản của ai thì gửi qua cho Tuấn Vĩ ha. Rồi. Rồi vậy thì con gái Vi thì con có muốn nói điều gì hay là con có muốn bổ sung gì trong cái buổi trò chuyện hôm nay không? Dạ, con có muốn nói gì chứ.
Vậy mẹ con trình bày như vậy thì theo con thấy đã đầy đủ chưa? Mẹ con trình bày đầy đủ hết trơn chứ. À, trình bày đầy đủ hết trơn rồi ha. Rồi vậy thì chúc cho mẹ con sớm nhận được tin vui nha. Rồi rồi em có thể kêu mấy đứa nhỏ lại đó, rồi Tuấn Vĩ chụp tấm hình để coi có giống con cháu này kia gì của ai hay không đó. Rồi bốn mẹ con ngồi vô. Rồi em với cháu ngồi xích ra đó, em với cháu ngồi xích ra cho hai đứa nhỏ nó ngồi đằng trước á. Rồi ngồi vô trong màn hình cho Tuấn Vĩ chụp tấm hình coi. Rồi con trai áo vàng, con trai áo vàng cho bác chụp tấm hình coi. Đây nha, ngồi yên nè, ngồi yên nè, một hai nè. Đây nha. Rồi con trai ngồi yên nè, con trai đừng lo cho nó chụp không có rõ. Rồi nhìn nhìn vô cái viết này nè, nhìn vô cái viết nè. Hồi cái viết này tự dưng cái viết này nó sáng nha. Này 1 2 3 nó sáng nè, nó sáng. Bụp. 1 2 3 bụp. Ủa nó hôm nay không sáng. À, rồi rồi chú xin lỗi nha, bữa khác chú làm cho nó sáng nha. Được rồi đó, rồi cho nó đi chơi đi. Rồi đi chơi đi con, được rồi nha. phải bằng cách đó thì nó mới nhìn vô đây được. Chứ không là nó không chịu nhìn. Rồi vậy thì có tin gì thì Vĩ sẽ báo. Cái giúp trọng cái đồng mạng và anh đúng vị có sức khỏe nhiều và chúa giúp chúc phước nhiều cho anh lớn vĩ. Rồi. Em ngồi vậy thôi. Rồi, rồi, ok. Rồi, vậy chào gia đình mình nha. Rồi, rồi, chào chào con nha Vi nha.